Sao em đang booty anh mà bây giờ em lại bỏ anh đi? Em booty thằng Quân đấy Mi ơi. Trang, nhìn mặt anh muốn phang em rồi ấy. Cơm cho anh. Không. Nhưng mà đấy, nhanh không ít đấy chị Trà, giận chị Trà. Lấy mất đám này, đám bên này. Đấy, nhanh lên. Đấy, đấy. Nói là gì? Ôi chú, em bảo cái gì? Vì sao nhá, anh phải cầm tiền đúng không? Thì anh cầm tiền anh phải làm. Cứ nhớ là bây giờ em thách anh ngủ cái này xong anh gọi thêm tất cả người yêu cũ anh ra. Không làm gì ông người yêu cũ. Người yêu cũ để xem phản ứng chị Trà. Nhưng dám không? Mẹ toàn chơi các cái quả liều. Biết nó hay đánh tao rồi. Nhỏ. Thì tao chia cho Trà 100.000. Tao với Trà 100.000 giả vờ gọi không tên. Không chắc giả vờ. Bây giờ anh gọi tên người Trà, anh gọi tên người yêu cũ Trà, anh lại gọi tên người yêu cũ anh. Anh bao nhiêu lần bị gọi kiểu thế tao bị đánh rồi. Bây giờ anh em biết xem bị cái kết là bị đánh rồi. Bây giờ mày lại còn thách tao đấy. Mà biết đâu là chị thôi đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn thôi. Cái đấy là anh đồng ý được không? Anh đồng ý kết quả okay. Anh biết anh bị đánh rồi nhưng mà anh vẫn phải làm thôi. Anh vừa run lắm. Quân ơi. Chiến ơi. Ngày xưa bọn nó hay thông đi ta. Giờ tao quên. Em đang booty anh mà bây giờ em lại bỏ anh đi? Em booty thằng Quân thế Mi ơi. Em nghe anh nói thì em biết em booty nó là chuyện bình thường, bày bú kia cái gì đấy. Nào. Ngủ dài ạ. Không ngủ à? Bỗng du à? Đã làm đang ngủ tự nhiên đánh cái mặt làm gì? Mi nào? Mi gì? Đang ngủ cái Mi gì? Vừa Mi nào? Em tự nhiên em nói ai nói gì? Cái gì mà bú tim Quân? Thảo nào vớ vẩn. Tự nhiên này ngủ tí còn đi ấy. Trang, nhìn mặt anh muốn phang em rồi ấy. Trang ơi, ngủ thì đừng có ngủ nữa. Mà ngủ thì hôm ngủ. Qua em rang cơm cho anh. Anh cái gì đấy? Tao rang cơm cho mày bao giờ? Tao bảo mày rang cơm ở đâu? Trang. Mày tao tự nhiên tỉnh dậy mày nói bảo rang cơm. Đang ngủ bảo đi rang cơm. Mày bảo Trang đủ. Đang ngủ thì đưa đi rang cơm gì? Có Trang Moon nào? Trang Moon đâu? Trang Moon thì cục cứt. Mày mơ ngủ gì mà mày mơ cả Trang cái gì? Ai bảo mày tự nhiên mày dậy mày bảo Trang xong mày bảo tao, đi rang cơm. Tao vừa nghe thấy. Tao không bảo. Chẳng nhẽ tao mơ ngủ. Tao bảo là con Trang tao muốn phang mồm. À quên đi. Tao không nói gì, tao đi ngủ tao biết gì. Chẳng nhẽ tao mơ ngủ. Mày ấy, mày mơ bây giờ mày ẩn kêu. Vớ va vớ vẩn. Tao là tao không nói gì. Tao không cãi gì đâu. Ngủ đi.
mẹ bóng đèn này chưa tắt đi được rồi. Thôi để đi cho nó sáng sủa. Thì cứ để tắt bóng đèn đi. Thôi cứ để đấy, biết dây sạc này. Mẹ con nó không cắm vào đầu giật tí cứ ngồi cười với nhau chết. Ngủ đi, không ngủ đi. Ngủ mày thối quen chưa? Ngủ đi. Trời hôm nay đẹp quá. Em anh muốn hôn vào má Trinh. À quên nhầm, nhầm. Thôi ngủ đi. Thúng nhầm đấy nhá. Ừ, xong ngủ đi. Quay ra kia đi. Ngủ giữa mông làn gái mà không trộn. À quên đi. Nhầm, nhầm. Ngủ đi. Ngủ đi. Ly ơi, anh muốn vỗ vào hàu. Hàu em tuy đẹp nhưng mà hơi thâm. Ngủ mày em mày. Mày trêu tao phải không? Cái gì? Hả? Đang ngủ cứ bảo trêu cái gì? Mày trêu tao phải không hả? Ai trêu cái gì? Lẽ mày đọc đủ tất cả các thể loại tên mà tao nhớ không nhầm đấy là tên người yêu cũ của mày. Đấy là người tình không bao giờ xếp hình. Con trăng là cái con trăng moon. Tao không nhầm đi đâu được. Và đấy cái con Ly là cái con hồ ly tinh gì đấy hả? Mày có thích nhắc tên người cũ không? Mày chơi người tao hả? Mày chơi người tao hả? Tao đang ngủ, tao nói liên tiếp, tao biết đâu được hôm qua làm mấy chén giấm mà. Khai! Tao có nói gì đâu? Khai nhanh! Đi hôm qua mơ, à lúc em mơ ngủ vỡ hầu nhưng mà đã vỡ đâu. Thôi. Mày ăn được 200 của thằng Quân, dở thân nạ. Gì? Chúng mày âm thằng gì? Quân nó bảo cho 200 ăn sáng tí rủ vợ đi ăn sáng. 200 đâu? Nó lấy rồi đâu. Lộp. Mày lộp 200 ngay khác đây không phải mày chết với bà nhanh. Đây. Đây. Thì cứ tay ra tao lấy tiền, mày tóm tay này tao tóm lấy tiền kiểu đây. Nhẫn sức anh tao rồi. Không tay ra cái thằng mất dạy. Thằng mất dạy này. Đừng có sờ cu tao. Thằng mất dạy này. Tao thèm vào. Đấy. Để tí tao dẫn mày đi ăn sáng. Tao không ôi, cần. Mẹ mày có 200 cuối cùng mày lấy lốt. Lượt để tao ngủ. Tiền cầm không mà thấy có tiền. Thằng mất dạy. Lượt để tao ngủ. Đừng có